Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý khán giả, sáng nay Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa 7 nhiệm kỳ 2024-2029 bước vào phiên trọng thể. Tham dự đại hội có Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng Trương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân và hơn 240 đại biểu được triệu tập đã về dự đại hội. Trong phiên làm việc hôm qua, đại hội đã hiệp thương bầu 45 anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa 7. Anh Nguyễn Ngọc Thuận tái đắc cử Chủ tịch hội khóa mới, bầu 5 phó chủ tịch và đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc lần thứ 11 gồm 10 anh chị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 11 trên 11 chỉ tiêu nghị quyết. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ thanh niên được tập hợp vào tổ chức ngày càng tăng, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội được nâng lên. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa được tổ chức, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Vai trò đồng hành với thanh niên tiếp tục được khẳng định bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội và các tầng lớp nhân dân. Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta vui mừng nhận thấy rằng các chỉ tiêu đã đều đạt và vượt xa so với chỉ tiêu đã đề ra trong từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó có 6 trên 11 chỉ tiêu đã vượt xa so với chỉ tiêu đặt ra. Và công tác hội phong trào thanh niên Cà Mau đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cà Mau ngang tầm với tiềm năng và truyền thống tốt đẹp của văn hóa, đất. Phát biểu tại ngày hội của thanh niên Cà Mau, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hiển đề nghị trong nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh thực hiện tốt chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên, kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng cho thanh niên, nhất là trong lực lượng công nhân lao động, tín đồ tôn giáo tại địa bàn dân cư. Đồng thời phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên. Các cấp hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động bám sát cơ sở với phương châm ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức hội. Thực hiện đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về nội dung và phương thức triển khai các chương trình hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, đảm bảo sát thực tiễn, thiết thực hiệu quả, có các chính sách, chương trình, đề án cụ thể để quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, đồng hành hỗ trợ đỡ thanh niên yếu thế, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, chú trọng phối hợp với các cơ quan trong tăng cường đào tạo nghề cho thanh niên. Nhiệm kỳ mới 2024-2029 với khẩu hiệu hành động Thanh niên Cà Mau đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, phát triển. Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu 150.000 lượt hội viên tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp bộ đoàn, hội tổ chức. Hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Tư vấn hướng nghiệp cho 100.000 lượt thanh niên. Giới thiệu việc làm cho 15.000 thanh niên. Giải quyết việc làm cho 10.000 lượt thanh niên. Tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 20.000 thanh thiếu niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, vận động 15.000 lượt thanh niên tình nguyện hiến máu, thành lập ít nhất 10 quỹ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, sửa chữa xây mới ít nhất 50 căn nhà cho hội viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trồng ít nhất 500.000 cây xanh, xóa 1.000 điểm đen rác thải, phát triển mới 45.000 hội viên, phát triển duy trì 10 hội, câu lạc bộ, tổ đội nhóm theo sở thích, ngành nghề của thanh niên. Với tinh thần thanh niên Cà Mau đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, phát triển, những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và khát vọng vươn xa của thanh niên, xây dựng hội vững mạnh, đồng hành, phát huy vai trò của thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp.
đáng với lòng tin yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Dịp này có 11 tập thể và 13 cá nhân nhận được bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 5 tập thể và 10 cá nhân nhận được bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019-2024. Trước đó, vào tối hôm qua, tỉnh đoàn Cà Mau đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm tiếp nối ngọn lửa tình nguyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân, Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng Trương Đăng Khoa đã tới dự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân đánh giá, đi qua chặng đường 25 năm, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã tạo nên 5 giá trị cơ bản. Đó là một hành trình liên tục, đều đặn, mới mẻ, tạo nên giá trị truyền thống, tiếp nối truyền thống quý báu của tuổi trẻ. Đã phát huy những đóng góp thiết thực của thanh niên vào sự phát triển kinh tế xã hội, với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà đảng và nhân dân yêu cầu. Các hoạt động tình nguyện trong giai đoạn mới yêu cầu cao hơn, nhất là hàm lượng tri thức kết hợp qua các chương trình, các phong trào, thì đoàn hội cần phải đổi mới hình thức tổ chức, cách thức huy động và biết phát huy từng đối tượng thanh niên dựa vào thế mạnh của mình để phát huy tối đa hàm lượng tri thức đóng góp vào các lĩnh vực kinh tế xã hội của địa phương và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vào các hoạt động thiết thực vì cuộc sống của nhân dân, vì sự bình yên của quê hương tổ quốc. Tại buổi lễ, ngọn đuốc truyền thống được thắp lên, 25 năm tự hào với hành trình xung kích, tỉnh Cà Mau đã có hơn 270.000 lực lượng tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, quy động 92,5 tỷ đồng làm lợi cho xã hội. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Ban Thường vụ tỉnh đoàn trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Đài Truyền hình Việt Nam về việc phối hợp thực hiện cầu truyền hình trực tiếp sự kiện 70 năm tập kết ra Bắc và thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đài Truyền hình Việt Nam. Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam VTV báo cáo về kịch bản chương trình cầu truyền hình trực tiếp sự kiện tập kết ra Bắc chung một cơ đồ Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 26 tháng 11 năm 2024. Theo đó, chương trình sẽ được kết nối trực tiếp với 3 điểm cầu: Cà Mau, Thanh Hóa và Hải Phòng. Để chương trình đạt chất lượng tốt nhất, VTV cần sự phối hợp hỗ trợ của Cà Mau thực hiện các công việc trước sóng như hỗ trợ giới thiệu nhân vật lịch sử, sân khấu âm thanh ánh sáng, phương tiện di chuyển, các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh, cùng bàn bạc nghiên cứu kịch bản đưa ra các phương án phù hợp nhất cho chương trình khi lên sóng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, sự kiện 70 năm tập kết ra Bắc là chương trình lớn tỉnh đã và đang chỉ đạo tuyên truyền xuyên suốt trong thời gian qua. Vì vậy, trong thực hiện chương trình cầu truyền hình trực tiếp, Cà Mau sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ để chương trình đảm bảo diễn ra đúng kế hoạch. Là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển, Cà Mau mong muốn VTV sẽ khai thác các khía cạnh về vùng đất, con người, cơ hội, thách thức của tỉnh trong các chuyên mục phát sóng. Hỗ trợ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau về nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng nội dung chương trình, công tác chuyển đổi số. Hôm qua, tại ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Tây Nam Bộ tổ chức khởi công trồng rừng ngập mặn, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện đơn vị tài trợ cho biết, việc trồng rừng ngập mặn lần này sẽ góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tăng thêm độ che phủ rừng, tăng giá trị hấp thụ carbon của rừng và đóng góp vào mục tiêu net zero năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện. Sau lễ phát động, đại biểu cùng người dân tiến hành trồng 5.000 cây đước trên diện tích 2 hectare tại lô số 10, trạm thực nghiệm lâm nghiệp Ngọc Hiển, huyện Ngọc Hiển. Đầu năm 2024 đến nay, huyện Đầm Dơi đã vận động quỹ vì người nghèo được hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó đã xây dựng 45 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Quỹ vì người nghèo của huyện Đầm Dơi còn tiếp nhận hỗ trợ xây dựng 24 cầu giao thông nông thôn trị giá hơn 5,4 tỷ đồng. Hỗ trợ vay vốn từ các nguồn để đầu tư tăng thu nhập, dần ổn định đời sống. Việc phát huy hiệu quả, Quỹ vì người nghèo từng bước giúp người dân giảm bớt khó khăn, nhất là việc hỗ trợ nhà ở, đã giúp huyện thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, góp phần thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Thưa quý vị, bảo tồn, duy trì, phát triển nghề truyền thống đi liền với thành lập mô hình tổ hợp tác xã, không chỉ giúp thúc đẩy sự kết nối giữa các cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình trong hoạt động sản xuất tiêu thụ, mà còn góp phần phát huy hiệu quả kinh tế tập thể, vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ gìn và phát triển giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương, truyền lửa giảm nghèo từ nghề truyền thống. Đan mê bồ, dệt chiếu, đan dành nón lá là những nghề truyền thống gắn liền với nhiều phụ nữ địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy có thời gian, những ngành nghề này gặp khó khăn về nguyên liệu, đầu ra, nguồn lao động, nhưng vẫn còn rất nhiều chị em quyết giữ lấy nghề như lưu giữ hồn quê. Đơn cử như ở ấp Lê Quảng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, có hai thế hệ, mẹ chồng là bà Lâm Thị Ngót và con dâu là chị Bùi Thị Nhàn, cùng nhau giữ nghề truyền thống của gia đình. Truyền lửa nghề cho lao động nhàn rỗi tại địa phương có thêm thu nhập. Nghề truyền thống mà đó giờ nghề này nào giờ có bỏ được đâu. Làm mà lúc đó mà tới giờ chắc cũng cỡ mười mấy 20 năm, mà cỡ 20 năm rồi đó. Cũng quen mà, nói chung đơ mà đồng quê bây giờ chỉ có nghề này là sống thôi, chứ có nghề phụ nghề này thôi chứ đâu có nghề nào nữa đâu. Chung thì mừng cái này cũng có đồng ra đồng vô xây sở đâu trong gia đình được cũng đỡ. Hồi đó giờ thì cũng đương mướn không, hồi bắt đầu đương đó là mấy chục năm nay rồi chứ không phải mới đây. Cũng còn hơi chút đỉnh được thì làm tiếp với con vậy đó. Có mẹ con của cô đi làm lợi rồi lần kia cũng mấy người vậy đó. Đương thì nó bắt ngay đó, nhưng mà có một cái phải ngồi bền mới có tiền nhiều chứ nhiều là người ngày là tốt đỉnh giỏi dữ lắm đó ha. Là 40. Còn đây là mô hình đan dành nón lá của phụ nữ khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau. Tuy đây là nghề phụ, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, nông nhàn, nhưng đã giúp nhiều chị em trên địa bàn thành phố Cà Mau và các vùng lân cận có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm nghèo trên địa bàn. Rồi cái này là của mẹ chồng truyền lại á. Em thấy nó cũng duy truyền mấy chục năm, cũng 40 năm rồi. Em cũng muốn chia sẻ với chị em có thu nhập hàng ngày. Tuy nó không nhiều nhưng mà nó đều, lúc nào cũng có nón cho chị em làm hết. Một ngày em giao khoảng 500 cái, 1.000 cái. Cho mình phân ra cho chị em lãnh đổi làm. Nhà thích làm lắm, ngày hỏi em nhiều lắm. Nhiều người hỏi làm. Mô hình của chị Nguyệt khóm 3 là chị này ở từ Huế, đem cái nón lá ở ngoài quê về tạo việc làm cho chị em, không những là chị em ở phường 6 mà chị em các phường lân cận, các xã lân cận trên địa bàn thành phố Cà Mau mình tạo cũng việc làm cũng khoảng 50 chị, thì các chị em cũng có thêm thu nhập. Thấy các chị em rất là tâm huyết, cũng liên hệ, cũng nhiều chị em liên hệ rồi phát triển rất là nhiều. Trong những năm qua, làng nghề, ngành nghề nông thôn có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo cho một bộ phận gia đình ở nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, việc bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống luôn được các địa phương quan tâm thực hiện. Ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì sự kiện chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, tham gia buổi tọa đàm có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi. Mở đầu sự kiện, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2024 chuyển đổi số quốc gia có chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững. Chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp chúng ta tổ chức sự kiện quan trọng này, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung tay chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.
Qua đó, tiếp tục truyền tải thông điệp của chính phủ quyết tâm theo đuổi cuộc cách mạng chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và hiện đại hóa quản trị quốc gia. Tỉnh Cà Mau hiện có 883 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 4.500 thành viên tham gia. Đến nay, các tổ đã trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn cho hơn 215.000 hộ gia đình, chiếm trên 69% số hộ gia đình trong ấp, khóm, thuộc xã, phường, thị trấn, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tính đến tháng 9 năm 2024, số hộ gia đình được triển khai dịch vụ công trực tuyến trên 181.900 hộ. Có trên 6.400 hộ gia đình có tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử, gần 144.200 hộ có tài khoản thanh toán điện tử. Như chúng tôi đã thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh và người dân về việc tổ chức dạy và học 5 ngày trên tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong đó có tối đa 2 ngày dạy 2 buổi trên ngày và nghỉ thứ Bảy Chủ nhật đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Dân, vấn đề này đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh và giáo viên. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hồng Nghi và Minh Luân. Tại trường trung học phổ thông Cà Mau, nhiều phụ huynh đồng tình với phương án được nghỉ 2 ngày trong tuần. Bởi theo phụ huynh, học sinh sẽ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, tiếp thêm năng lượng cho tuần học tiếp theo. Ngoài ra, việc nghỉ trọn vẹn 2 ngày cuối tuần cũng giúp học sinh giảm áp lực học tập. Bởi thay vì sẽ là chương trình học chính khóa, thì ngày thứ Bảy các em có thể chọn học phụ đạo những môn còn yếu kém, hoặc chọn học những môn năng khiếu yêu thích. Tôi cũng đồng tình với ý kiến này luôn. Cái việc học tập như vậy thì nó sẽ có thời gian để cho phụ huynh ở nhà như ngày thứ Bảy Chủ nhật á, có thời gian mà nghỉ ngơi sau một cái tuần làm việc. Nên việc mà ủy ban tỉnh áp dụng như vậy thì nó sẽ phù hợp cho cái việc mà tổ chức của trường, kể cả cái việc mà đi lại của phụ huynh. Thì riêng bản thân tôi cũng đồng tình. Vì tôi cũng thấy nó rất là phù hợp. Thì các em qua một tuần như vậy thì các em được 2 ngày nghỉ ngơi. Mà cái ngày có thể là ngày thứ Bảy Nhật thì có thể là cho tổ chức ngoại khóa để mà cho các em nó tăng thêm được cái kỹ năng sống, cái đó rất tốt. Rất đồng tình về chuyện này, tại vì học từ thứ Hai tới thứ Sáu là học chính khóa, còn lại riêng ngày thứ Bảy thì mấy em học như là phụ đạo ở trong trường á, bồi dưỡng những cái môn mà nó yếu thì nó học trong trường. Em nghĩ cái đó không thiết thực thôi. Còn tại trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Kỷ, phương án nghỉ ngày thứ Bảy Chủ nhật lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ học sinh và giáo viên nhà trường. Nhiều học sinh khối lớp 10 bày tỏ sự đồng ý, nhưng học sinh khối 11, 12 lại không đồng thuận với phương án này. Dạ, theo con là sẽ đồng tình vì khi mà mình dồn lại thành 5 ngày thì mỗi ngày mình sẽ có 5 tiết học và mình sẽ có thêm thời gian nghỉ vào thứ Bảy Chủ nhật. Và khi đó, khi mà mình học liên tục thì cái thời gian ghi nhớ và tập trung kiến thức của mình sẽ nhiều hơn. Dạ, em không đồng tình với ý kiến đó. Tại vì tụi em đang là học sinh 12 thì buổi chiều trường cũng tổ chức cho tụi em học ôn thi tốt nghiệp buổi chiều. Nếu mà số tiết giảm lại thì tụi em sẽ không còn thời gian để học và nghỉ ngơi nữa. Với lại nếu mà một ngày học quá nhiều tiết thì tụi em sẽ bị áp lực về việc học bài, việc làm bài tập về nhà. Xét về ở trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Kỷ á, thì để dạy 5 buổi trên một tuần á, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là trường có 2 cấp học, thứ hai là cơ sở vật chất không đảm bảo. Đối với giáo viên á, thì nếu mà dạy 5 buổi trên tuần á, sẽ áp lực về thời gian. Rồi nếu như mà giáo viên nào dạy 2 buổi, bởi vì trường là 2 cấp, nên á, cái thời gian sẽ rất là hạn chế. Phương án lấy ý kiến lần này được Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo hình thức trực tuyến qua địa chỉ https://cà mau.edu.vn. Thời gian lấy ý kiến kết thúc vào ngày 16 tháng 10 tới đây. Những ý kiến của phụ huynh, người dân sẽ là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc tổ chức dạy học 5 ngày trên tuần trên địa bàn. Ngày 11 tháng 10, thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất cho 1 tập thể, 5 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xóa 2 chuyên án về ma túy, thu giữ khoảng 4,3 kg ma túy. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh đã ký tờ trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen đột xuất cho 2 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thưởng nóng vì có thành tích trong phá chuyên án 824T. Trong cao điểm tháng hành động phòng chống ma túy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Đối với công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Thới Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích phát hiện vụ tàng trữ vũ khí quân dụng trên địa bàn xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.